Dỡ cái máy ra này chị, dỡ nhẹ cái máy ra để dán cái phần chân bên dưới xuống, đè nó xuống như vậy hả? Dán sát nha. Mình dùng hai cây tăm bông nhỏ nha chị Hoàng, dùng hai cây tăm bông nhỏ này để lấy sáp nha chị Hoàng. Một cây chị giữ cái ngọn mi lại giúp em nè, giữ cái ngọn mi lại. Một cây chị lấy sáp luồn vô trong cái chân keo á, chân keo ở đâu sáp đi tới đó nha chị, đừng đi lên trên ngọn, mình chỉ cần làm rã cái chân keo ra thôi. Một cây chị giữ cái ngọn lại, một cây chị đưa sáp vô. Cái này hồi nãy chị có một vài sợi chị nối hơi sát chân đó chị hả, cho nên là mình bôi hơi sát một xíu. Cái sáp mà chị bôi vô rồi á, chị ủ trong vòng từ 3 đến 5 phút tiếp theo nha. Đừng ủ quá lâu nha chị, ủ lâu quá là cái trong quá trình tháo mi á, sáp này vô mắt nó rất là nóng như vậy hả. Lấy một lượng sáp vừa đủ thôi, đừng lấy nhiều quá chị ha. Mình ổn chút xíu vậy hả? Mình sẽ có hai cách tháo, một là mình dùng hai cây tăm bông nhỏ, hai là mình dùng cây nhíp để tháo. Chị dùng tăm bông này giữ cái ngọn giống như hồi nãy luôn, chị đá xéo cái chân ra, đá xéo cái chân ra. Chị đá xéo là cái chân nó ra, cái nào không ra thì tới hồi mình gỡ bằng nhíp xong không có bôi sáp lại lần nữa nha chị. Dùng cái cây tăm bông này nè, lấy bớt sáp trong chân ra, lấy bớt ra. Xong rồi mình dỡ cái máy này lên chị, dỡ hẳn ra, rồi gỡ cái miếng băng keo này ra. Chị dùng tăm bông lau sạch cái sáp, cái đầu tăm bông này chị xoay tròn lên, xoay tròn lên, lau cho cái phần sáp này nó sạch nha chị. Tại sáp này chị không làm sạch mà chị vô nước rồi nó sẽ bị trắng chân nha chị, dạ không. Chị phải sử dụng keo tháo để xử lý lại lần nữa, ma sát nhẹ là cái chân keo nó ra rồi. Chị thấy mấy cái chân keo mà hồi nãy mình làm nó không ra, mình chà cái nó ra đó, đó. Cho nên không cần bôi sáp lại lần nữa nha chị. Rồi bên này mình sẽ sử dụng nhíp. Đây, cái mũi nhíp của chị nè, nó sẽ từ dưới cái chân chị bóp nhẹ, kéo lên. Đó, kéo lên dưới chỗ cái phần nối nè, cái chỗ mối nối của chị bóp nhẹ cái chân, kéo lên cho nó bể cái keo ra dưới cái chân, kéo lên. Nhíp này mình là vừa kéo vừa lấy bớt sáp ra ngay chỗ cái chân này nè, kéo ra. Có hai cách tháo, chị cảm thấy cách nào nó dễ hơn cho mình thì mình làm cách đó nha chị. Xong rồi chị cứ lấy bớt sáp ra, nhớ giúp em là dỡ máy là dỡ lên luôn nha chị, lau nhẹ lên, xoay tròn tới cây tăm bông của mình, lau nhẹ ngược lên trên. Chị lau mà chị cảm giác được cái sợi băng nó khô rồi đó, là nó sạch sáp rồi, mà nó còn dạng nó còn nước nước rít rít lại thì là nó chưa sạch sáp nha chị. Còn một cái chân này tháo ra để xanh luôn.